doing drag is the kind of thing that you could be whoever you want. So if you are straight, if you are transgender, if you are like gay or whoever, you can always show up in drag. That's what drag is about. Không, thật ra là cái rào cản lớn nhất của em là chỉ là mọi người chưa được tiếp xúc nhiều với những cái người biểu diễn drag queen này, cho nên là họ vẫn chưa hiểu hết được là drag queen này nó là một bộ môn nghệ thuật hay là nó là một cái gì đấy nó liên quan đến nghệ thuật nhiều hơn, mà mọi người chỉ nghĩ là cái cách trang điểm của bọn em nó hơi kỳ dị để bọn em có thể biểu diễn cho mọi người xem.